Để góp phần giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, từ năm 2011 đến nay, mỗi khi đến trung tuần tháng chạp hàng năm, công ty Tân Thành thực hiện thu gom vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, đổi quà Tết cho bà con nông dân. Những đại lý vật tư nông nghiệp và nông dân nằm trong hệ thống câu lạc bộ nông dân Tân Thành là cầu nối tập kết các vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật ba cạnh. Bà con nông dân thu gom được 200 vỏ chai ba cạnh sẽ đổi được một phần quà Tết. Công ty Tân Thành sẽ thu gom tất cả các vỏ chai để xử lý tiêu hủy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Chương trình thu gom vỏ chai ba cạnh đổi quà Tết được công ty Tân Thành phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật địa phương triển khai rộng khắp tại tất cả các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến đến khi kết thúc chương trình vào ngày 5 tháng 2, công ty Tân Thành sẽ thu gom và xử lý tiêu hủy phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường hơn 450.000 vỏ chai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc thu gom vỏ chai ba cạnh đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn, từng bước hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp xanh.